đầy hơi, chướng bụng là một trong những tình trạng diễn ra khá phổ biến ở trẻ nhỏ, khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy làm sao để ngăn ngừa trẻ bị khó tiêu, chướng hơi? Thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ sử dụng như thế nào cho đúng? Hãy cùng giải quyết vấn đề này trong video sau đây. Thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ có tác dụng gì? Các vấn đề xảy ra trên đường tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, táo bón có thể bắt gặp ở mọi đối tượng ở các độ tuổi khác nhau. Trong đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương hơn cả. Nguyên nhân là do đặc điểm cấu trúc hệ tiêu hóa ở trẻ chưa hoàn chỉnh, sức đề kháng còn non yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân có hại. Tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu ở trẻ xảy ra khá phổ biến. Trẻ thường có biểu hiện đau bụng, khó chịu, nôn chớ, quấy khóc. Nguyên nhân gây tình trạng này thường do bé ăn phải đồ ăn khó tiêu ăn quá nhiều trong một bữa hay bị dị ứng với thực phẩm thuốc tiêu hóa đầy hơi là một trong những giải pháp hiệu quả giải quyết nhanh chóng tình trạng này ở trẻ các nhóm thuốc này có tác dụng giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh phục hồi chức năng tiêu hóa và giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn các loại thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ một thuốc kháng sinh thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị đầy bụng trướng hơi là do tình trạng nhiễm khuẩn đường ruột các vi sinh vật gây bệnh cho bé có thể xâm nhập thông qua con đường ăn uống và tiếp xúc chế độ vệ sinh kém. Trong trường hợp này, trẻ được chỉ định kháng sinh để điều trị đầy hơi do nhiễm khuẩn tiêu hóa. Việc sử dụng kháng sinh cho bé cha mẹ cần lưu ý tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng và thời gian sử dụng. Các trường hợp đầy hơi do nguyên nhân khác, cha mẹ tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh cho con bởi kháng sinh không đem lại tác dụng gì trong trường hợp này. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 2. Thuốc chống axit ở hơi thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ. Nhóm thuốc này có tác dụng làm giảm lượng axit dư thừa có trong dạ dày, ngăn ngừa và điều trị các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Bé thường được chỉ định các thuốc thuộc nhóm ức chế bơm proton, omeprazole, lansoprazole, hoặc nhóm kháng acid, phosphalugol, malox, 3. Thuốc kháng histamine, thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ. Nhóm thuốc này tác dụng thông qua cơ chế ức chế quá trình bài tiết axit dịch vị từ niêm mạc dạ dày, từ đó làm giảm các triệu chứng ở hơi, ở chua, ăn uống không tiêu, đầy hơi, buồn nôn. Ở trẻ, cha mẹ chỉ sử dụng nhóm thuốc này cho trẻ khi có đơn thuốc từ bác sĩ, không tùy tiện sử dụng tránh gây nguy hiểm. 4. Dung dịch bù nước và điện giải giảm nhẹ tình trạng tiêu chảy, đầy hơi. Trẻ bị đầy hơi, khó tiêu có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy và nôn chớ. Bé đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lỏng làm cơ thể dễ bị mất nước và khoáng chất, người mệt mỏi, chóng váng. Trong trường hợp này, mẹ nên cho trẻ uống Oresol để bù lại lượng nước và khoáng đã mất, phục hồi thể trạng. Mẹ cần lưu ý pha Oresol với đúng lượng nước theo hướng dẫn của sản phẩm, không pha quá đặc hay quá loãng, cho bé uống với lượng thích hợp tùy theo độ tuổi. 5. Thuốc trị táo bón do đầy hơi, khó tiêu. Bé ăn quá nhiều thức ăn trong một bữa ăn những đồ ăn chiên dầu, khó tiêu khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, dễ gây ra táo bón. Các nhóm thuốc trị táo bón tác dụng theo những cơ thể khác nhau, giúp làm mềm phân, tăng thể tích phân, giúp chúng di chuyển dễ dàng trong đường ruột và đào thải ra ngoài. Các thuốc trị táo bón thường có tác dụng nhanh chóng, giúp trẻ đi đại tiện tự nhiên, bụng dạ dễ chịu, thoải mái, giảm đầy hơi. Tuy nhiên không nên lạm dụng hay sử dụng thuốc liên tục trong thời gian dài. Thay vào đó, mẹ cần thay đổi chế độ ăn hợp lý giúp trẻ tiêu hóa tốt. 6. Men tiêu hóa thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ. Men tiêu hóa là sản phẩm bổ sung các enzyme tiêu hóa cho cơ thể. Thiếu hụt enzyme tiêu hóa khiến cho quá trình tiêu hóa gặp khó khăn, trì trệ, gây ra tình trạng đầy trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Bổ sung men tiêu hóa cho trẻ giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru, trẻ ăn ngon và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Đồng thời, các enzyme tiêu hóa còn có tác dụng ngăn ngừa và điều trị các rối loạn tiêu hóa khác như đau bụng, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn. Việc bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và các chuyên gia y tế, tránh lạm dụng vì nó có thể ức chế quá trình bài tiết dịch tiêu hóa của trẻ, gây tình trạng lệ thuộc vào thuốc. 7. Men vi sinh ngăn ngừa đầy hơi cho trẻ. Men vi sinh là chế phẩm có chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột còn gọi là probiotics. Các lợi khuẩn sau khi đi vào cơ thể có tác dụng duy trì và bảo vệ sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp đường ruột luôn khỏe mạnh, hoạt động tốt. Bên cạnh đó, các vi khuẩn có lợi còn tiêu diệt và ức chế hại khuẩn, ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, nôn ói, rối loạn đại tiện. Ngoài ra, men vi sinh còn có tác dụng kích thích hệ thống miễn dịch tăng cường sức đề kháng, bao bọc bảo vệ bé trước sự xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh. Giảm ốm vặt. Thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ sử dụng như thế nào cho đúng cách? Việc sử dụng các thuốc tiêu hóa đầy hơi cho trẻ giúp giảm nhanh các triệu chứng của bệnh, làm bé cảm thấy dễ chịu nhưng có thể gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe của bé nếu không sử dụng đúng cách. Khi cho bé sử dụng thuốc, cha mẹ cần lưu ý một số điểm sau, chỉ nên sử dụng thuốc trong một thời gian nhất định theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu tình trạng bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm sau vài ngày dùng thuốc, Cha mẹ cần ngay lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị kịp thời, việc lựa chọn và sử dụng thuốc cần có sự tư vấn của bác sĩ và dược sĩ, cha mẹ không nên tùy ý cho trẻ uống. Điều này không những khiến tình trạng bệnh không cải thiện mà có thể còn gây ra những tác dụng không mong muốn khác, cho trẻ sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng thời điểm, đủ thời gian theo hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn, lưu ý để thuốc tránh xa tầm tay của trẻ. Tránh việc trẻ lấy thuốc nghịch rồi vô tình nuốt, kết hợp việc sử dụng thuốc với chế độ ăn uống hợp lý, massage bụng, trường ấm cho bé để bé cảm thấy dễ chịu. Theo các bác sĩ tiêu hóa, quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ khó có thể tránh khỏi các vấn đề rối loạn tiêu hóa. Vì thế, cha mẹ nên đặc biệt lưu tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của con để đường ruột luôn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, bé cần được bổ sung men tiêu hóa. Men vi sinh theo liệu trình thích hợp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng để chức năng tiêu hóa hoạt động hiệu quả, bé ăn ngon, hấp thu tốt, tăng cân đều. Men vi sinh Amano Enzyme Go là sản phẩm có sự kết hợp của cả enzyme tiêu hóa và bào tử lợi khuẩn, được chứng minh có tác dụng hiệu quả khi sử dụng trong các trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém, thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu, trẻ em biếng ăn. Chậm tăng cân, thể trạng gây yếu, thấp còi, trẻ có sức đề kháng yếu, hay bị ốm vặt, nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn Thầy Thuốc, subscribe nếu thấy video hữu ích.